Trung đoàn một thời chiến trận. Hồi ký, tác giả Hồ Hữu Lạm, số 11. Đây là trận đầu sư đoàn tác chiến tập trung hiệp đồng binh hỏa lực thực hiện chiến thuật mới đánh địch chốt giữ điểm cao. Mà ta biết điểm yếu chí tử của địch là phải tiếp tế bằng trực thăng. Các cấp ủy và chi bộ quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, tranh thủ thời cơ táo bạo đưa lực lượng áp sát bao vây chặt cứ điểm 935 với phương châm chiến thuật quyết vây lấn tấn phá triệt diệt, buộc địch phải đưa lực lượng đến ứng cứu giải tỏa để ta diệt viện ngoài công sự. Các đơn vị đánh điểm quyết bao vây chặt triệt đường tiếp tế và lấn phá hàng rào lô cốt. Các đơn vị đánh địch cơ động giải tỏa phải linh hoạt vận động nhanh bám chắc địch, tấn công kịp thời tiêu diệt chúng khi mới tiếp đất hoặc cơ động đường bộ đến. Bước vào chuẩn bị chiến dịch được sự phối hợp hướng dẫn các lực lượng du kích địa phương A Lưới, địa bàn vùng rừng núi Thừa Thiên, A Sầu, A Lưới, sư đoàn 324 có điều kiện nắm chắc từ những năm 1968-1969 đánh bại sư đoàn dù Mỹ ở động A Bia. Chiến dịch 935 Cốc Bai 1970 là sự tiếp nối của quân dân huyện A Lưới sát cánh cùng sư đoàn 324 đánh Mỹ trong quá trình giải phóng và bảo vệ quê hương, bảo vệ đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn. Quân dân A Lưới tiếp lương tải đạn, dẫn đường cho bộ đội trinh sát địch, trinh sát địa hình, chuẩn bị chiến đấu thuận lợi, nhanh chóng kịp thời gian. Đánh biệt kích, thám báo, bảo vệ địa bàn chiến lược, bảo vệ sở chỉ huy quân khu Trị Thiên là điều kiện bảo đảm cho sư đoàn 324 chiến đấu giành thắng lợi, mở thế ba vùng chiến lược, phát triển xuống đồng bằng. Trung đoàn 1 được tăng cường tiểu đoàn 7B, đặc công, một đại đội súng máy 12 ly 7, hai đại đội hỏa tiễn do đồng chí Vũ Thế Đào, quê Thăng Bình, Quảng Nam, trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Đàm, quê thành phố Huế, chính ủy, đồng chí Lê Hữu Thỏa, quê Triệu Phong, Quảng Trị, chỉ huy. Đồng chí Thỏa sau này là thiếu tướng chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Có nhiệm vụ bao vây tấn công địch trên hướng chủ yếu, vây ép căn cứ 935. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 6 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Khắc Dương sau này là trung tướng, tư lệnh quân khu 4, chỉ huy bao vây trên hướng thứ yếu phía tây 935. Trung đoàn 3 thiếu tiểu đoàn 8 được tăng cường đại đội 3 súng máy cao xạ 12 ly 7 của tiểu đoàn 54. Cơ động diệt địch ở khu vực Cô Pung 1615 và điểm cao 1478. Tiểu đoàn 8 tiếp tục đánh địch vùng A La, Ông Đội, Kiền Kiền, Nam Bắc Sông Bồ, bảo vệ hậu phương và là lực lượng dự bị cơ động của sư đoàn. Quyết tâm của sư đoàn là bao vây điểm, diệt viện, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch trên căn cứ 935. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, sư đoàn nêu khẩu hiệu quyết tâm cho các đơn vị. Ác liệt không nản chí, đói khổ không sờn lòng, đảng gọi ta tiến công, không gì ngăn cản nổi. Đúng 6 giờ ngày 1 tháng 7 năm 1970, ngày sinh thứ 15 của sư đoàn, lệnh phát hỏa truyền đi các hướng. Ngay loạt đạn đầu, tất cả các loại hỏa lực cùng đồng loạt bắn vào căn cứ 935. Đạn cối của trung đoàn 3 đánh trúng mục tiêu động Cô Pung 1615 và cao điểm 1478. Đây là vị trí tiểu đoàn ngụy mới đến chiếm giữ vòng ngoài làm lá chắn cho căn cứ 935 của Mỹ. Chúng bị sát thương một số sinh lực và công sự bị phá hủy. Bị tiểu đoàn 7, trung đoàn 3 tấn công động Cô Pung và cao điểm 1478. Tiểu đoàn ngụy phải lùi về dốc mây và động Củng Cáp. Đại đội 3, tiểu đoàn 54 bắn rơi 4 máy bay trực thăng địch đến bốc quân. Ngay sau khi mở màn, hỏa lực sư đoàn đã tập trung bắn mãnh liệt vào căn cứ 935. DKZ phá hủy nhiều công sự vòng ngoài.
bị đánh bất ngờ, lực lượng Mỹ bộc lộ trên mặt đất nên thương vong hơn 70 tên. Trong ngày, máy bay trực thăng không thể tiếp tế và lấy bọn chết bị thương. Ngày mùng 2 tháng 7, pháo địch từ Cốc Bay, Củng Cáp và điểm cao 700 bắn như đổ đạn xuống quanh căn cứ quân sự 935 hòng nới lỏng vòng vây của ta đang siết chặt và triệt đường tiếp tế. Máy bay của chúng quần lượn đánh phá Cốc Muộn, Cô Pung, điểm cao 1478. Tuy vậy, ta vẫn củng cố công sự trụ bám địa bàn. Ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 7, phi pháo Mỹ đánh liên tục vào vòng vây các điểm chốt của Trung đoàn 1 và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 6, lợi dụng trời gần tối, trực thăng Mỹ hạ độ cao, luồn theo khe núi phía đông, hạ xuống căn cứ 935, tiếp nước và bốc xác. Chúng phải liều mạng bay dưới tầm pháo, nhưng vẫn bị pháo cối của Trung đoàn 1 bắn rơi một chiếc đang tiếp tế tại bãi đáp, 7 chiếc khác bay thoát về Huế. Ngày mùng 5 tháng 7, Tiểu đoàn 9 đánh thiệt hại nặng đại đội Mỹ đổ xuống Cốc Muộn, diệt gần 90 tên. Ngày 6 tháng 7, Mỹ ở dốc Mây Lên ứng cứu bị Tiểu đoàn 9 mai phục, chặn và vận động tấn công, diệt hơn 70 tên. Tiểu đoàn Mỹ hướng dốc Mây, Cốc Muộn bị thiệt hại phải rút về Phú Bài. Ngày 8 tháng 7, ở hướng Cốc Bai, các điểm cao 884, 665, phía bắc căn cứ 935, có một tiểu đoàn ngụy nóng ra hòng giải tỏa cho 935 đã bị Trung đoàn 1 Sư đoàn 324 vận động tấn công đánh bại, phải rút về Cốc Bay. Ngày 11 tháng 7, tiểu đoàn 7B đặc công tập kích trận địa pháo địch ở đồi 700, phá hủy 4 khẩu 105 ly, diệt 36 tên Mỹ và 7 trực thăng lên bốc xác. Sau 10 ngày vây ép, trận địa ta đã lấn gần hàng rào, đêm đêm quân ta cắt phá rào, chiếm công sự, đồng thời hỏa lực ta bắn liên tục làm địch rất khốn đốn, bị triệt tiếp tế, không lấy được xác chết và lính Mỹ bị thương, đói khát kéo dài. Quân địch hoang mang hoảng loạn, kêu cứu. Máy bay B-52, B-57 đánh bom giải thảm và tọa độ xung quanh căn cứ 935. Các chốt trận địa bao vây đều bị pháo bom rất ác liệt. Quân ta càng lấn tới, đánh ngày, đánh đêm, lấn rũi gần hàng rào để tránh thương vong, bám trụ, một tấc không đi. Chúng càng đánh, quân ta càng lấn tới, đánh ngày, đánh đêm, vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt là những phương pháp chiến đấu diệt cứ điểm trong điều kiện quân ta chưa có hỏa lực mạnh. Ta bao vây triệt phá dài ngày, tiến tới diệt điểm, đồng thời tạo thế đánh quân cơ động giải tỏa diệt nhiều sinh lực của chúng. Trong các ngày 13, 14, 15 tháng 7, các trận tiến công của ta rộ lên quanh căn cứ 935 như các điểm cao 805, 884 và Cốc Muộn. Bọn Mỹ thấy được sự tăng quân và đánh phá điểm của ta không thể chặt đứt vành đai thép siết vào cổ họng căn cứ 935. Mưu đồ đổ quân chiếm các điểm cao liên quan để nới rộng vòng vây đều bị lực lượng của ta ở vòng ngoài đánh bại, triệt tiêu mọi khả năng chi viện căn cứ 935. Ngày 18 tháng 7, tiểu đoàn 7, trung đoàn 3 tiêu diệt địch trên đỉnh Cốc Muộn, bọn sống sót chạy về 935. Ngày 19 tháng 7, quân ta tiếp tục dùng hỏa lực đánh mạnh vào căn cứ. Công sự của ta đã lấn gần hàng rào trong tầm B-41 và B-40, có thể bắn vào ụ súng, lô cốt địch. Tinh thần quân Mỹ rất hoảng loạn. Chiều 20 tháng 7, đồng chí Phan Hà, trung đoàn phó và đoàn loạt tiểu đoàn phó tiểu đoàn 9, quê Quảng Vân, Quảng Trạch, Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Duy Hào, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa, cùng một số chiến sĩ lên trinh sát đỉnh Cốc Muộn để bố trí trận địa hỏa lực đánh căn cứ 935, nhưng bị địch ở đây phát hiện bắn cối sang. Các đồng chí Phan Hà, đoàn loạt Nguyễn Duy Hào và một số anh em bị hy sinh, số còn lại và đồng chí Dương Phương Chiêm về sở chỉ huy trung đoàn ở Tây Nam Cốc Muộn báo cáo. Cả sở chỉ huy trung đoàn sửng sốt đau xót, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và Lê Văn Dánh, chính ủy trung đoàn, chỉ thị cho cán bộ chính sách cùng đồng chí Chiêm trong đêm lên Cốc Muộn đưa thi thể các anh về mai táng ở vị trí quy định. Từ ngày 21 tháng 7 năm 1970, trong căn cứ 935, địch liên tục đốt khói cho trực thăng bay thấp theo sườn đông căn cứ, đổ quân và rút quân.
Thủ đoạn của nó là đổ quân, nhưng thực chất là rút quân và giải quyết hậu quả. Ta bao vây, chờ trực thăng hạ cánh và bắn cháy. Chúng vẫn liều lĩnh tháo chạy bằng trực thăng. Ngày 23 tháng 7, các đài quan sát báo về sở chỉ huy sư đoàn. Trên căn cứ 935 xuất hiện nhiều đám cháy và tiếng nổ lớn, pháo địch bắn dồn dập xung quanh căn cứ theo một vòng tròn không định hướng. Qua phân tích tình hình, địch bị thương vong lớn, ta siết chặt vòng vây. Chúng cố ý bắn phá để giãn lực lượng bao vây và nắm thời cơ tháo chạy. Chúng sẽ chạy bằng trực thăng bốc quân và đường bộ bí mật luồn lủi ra một địa điểm để gọi trực thăng đến bốc. Sư đoàn ra lệnh bao vây kín và đón lõng nhiều tầng nhiều hướng, đồng thời mở đợt pháo kích mãnh liệt vào căn cứ 935. Các loại hỏa lực bắn thường xuyên không thành quy luật vào cứ điểm. Súng 12 ly 7 tích cực bắn máy bay, nhất là khi trực thăng hạ cánh thì ta cấp tập ngay cối 82. Cối 120 ly ngòi nổ chậm, chỉnh từng quả vào sở chỉ huy địch. Cả sư đoàn chỉ có một khẩu cối 120 và 50 viên đạn đã ưu tiên bắn vào sở chỉ huy tiểu đoàn dù Mỹ. Có quả trúng hầm nổ tung, bọn Mỹ nhảy trào ra ngoài. Đài quan sát ta báo về trận địa cối tiếp tục chỉnh bắn, mỗi đợt 5 đến 7 quả đạn. Ta biết, khiêng được một khẩu cối 120 ly vào chiến trường có vốn 50 quả đạn là khó khăn lắm. Ngày 23 tháng 7, toàn sư đoàn pháo kích mãnh liệt vào căn cứ 935 với số lượng đạn cao nhất, mãnh liệt nhất. Địch bị thương vong lớn kể từ đầu tháng 7 đến nay, chúng liều mạng bốc quân rút chạy, bị ta bắn cháy hơn chục máy bay trực thăng khi đang đáp xuống 935. Chúng tranh nhau lên máy bay không kịp mang ba lô súng đạn, phải bỏ của chạy lấy người. Trong cuốn Đại bàng gào thét trong vòng vây của tác giả Catherine Nolan đã dẫn lời của tướng Mỹ Becky đánh giá: việc di tản ở Ripcop đã cứu được những người lính Mỹ, nhưng nó cũng là một trong những bước tiếp theo, đó là hướng thất bại về chiến lược, về chiến thuật, về tác chiến trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Lời thừa nhận sự thất bại của sư đoàn dù Mỹ tại cao điểm 935, căn cứ Ripcop, là kết quả chiến đấu của sư đoàn 324 trong năm 1970, làm thất bại màn dạo đầu chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Tiếp đến, chiến dịch Lam Sơn 79, đường 9 Nam Lào 1971 thất bại. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ bị phá sản hoàn toàn. Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam, quân dân ta đánh cho ngụy nhào mùa xuân 1975, thống nhất Tổ quốc. Chiều 28 tháng 7, điểm cao 935 không còn địch. Chúng cho B-52 ném bom hủy diệt khi còn để lại nhiều xác chết trên đỉnh không lấy hết và hàng trăm ba lô súng đạn không thể đưa lên máy bay tháo chạy. 28 ngày đêm liên tục bao vây chiến đấu, quyết vây lấn tấn phá triệt diệt. Theo cách đánh điểm diệt viện, ta đã cơ bản tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ, đánh thiệt hại nặng 5 tiểu đoàn, buộc chúng phải tháo chạy bằng mọi cách để tránh bị bộ đội sư đoàn 324 tiêu diệt. Sư đoàn 324 đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.700 tên Mỹ, bắn rơi, bắn cháy 97 máy bay các loại, chủ yếu là trực thăng, phá hủy 16 khẩu 105 ly và 155 ly, thu toàn bộ vũ khí, quân trang quân dụng trên cứ điểm 935. Trong chiến dịch này, Trung đoàn 3 loại khỏi vòng chiến đấu hơn 600 tên Mỹ ngụy, làm chủ động Cô Pung và điểm cao 1478, giữ vững trận địa, bao vây cho Trung đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 6. Đặc biệt, ngày 30 tháng 7 năm 1970, khẩu đội 1, Đại đội 3, tiểu đoàn 54 do Đặng Thọ Chuật là xạ thủ số 1. Sau khi chịu đựng phi pháo ác liệt của địch dọn bãi, khẩu đội vẫn kiên cường bám trận địa, phục kích đường bay của một tiểu đoàn ngụy đổ bộ lên Cô Pung và điểm cao 1478, bắn rơi tại chỗ 13 máy bay trực thăng đổ quân và trực thăng vũ trang, bắn cháy 11 chiếc khác không về được căn cứ. Khẩu đội còn phối hợp với lực lượng Trung đoàn 3 đánh địch tấn công lên trận địa, diệt gần 100 tên ngụy, phản ứng cuối cùng của Mỹ ngụy khu vực điểm cao 935, Cô Pung và điểm cao 1478 bị dập tắt. Đồng chí Chuột
trưởng thành trong quân đội, về sau đi học Đại học Báo chí là đại tá nhà báo quân đội, nghỉ hưu tại thành phố mang tên Bác. Hơn 30 năm sau, năm 2002, tướng Mỹ Ben Harrison đến Việt Nam, lên Cao Bằng gặp tư lệnh Chu Phương Đới, tỏ lòng khâm phục vị chỉ huy chiến trường tài ba đã làm cho bọn chúng khiếp đảm. Và trong quyển sách Street Cop, Đại Bàng gào thét trong vòng vây, trong đó tác giả Cây Thơ Nolan nói rằng, ngược với việc người Mỹ tuyên bố họ giành thắng lợi trên tất cả các chiến trường ở Việt Nam, thì họ đã thất bại cả cuộc chiến tranh, nước Mỹ đã bị đánh bại ở Ricot. Đây cũng là trận đánh cuối cùng của sư đoàn dù 101 Mỹ và quân đội Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Từ năm 1971, quân Mỹ chỉ ở phía sau hỗ trợ cho quân Ngụy thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh và lần lượt rút quân về nước. Ngày 2 tháng 8 năm 1970, Quân ủy Trung ương gửi điện nhiệt liệt biểu dương khen ngợi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 324 giành thắng lợi to lớn khu vực 935 và miền Tây Thừa Thiên. Sư đoàn cần tiến hành tổng kết thật tốt kinh nghiệm chiến đấu vừa qua, tập trung giải quyết những vấn đề vây điểm diệt viện, tiến tới diệt điểm bằng mọi hình thức chiến thuật. Trên chiến trường Thừa Thiên, điểm cao 935, địch gọi là căn cứ Ricot, là nơi đầu tiên quân Mỹ bị thất bại trong thủ đoạn chiến dịch chốt giữ điểm cao, làm chủ vùng rừng núi chia cắt thế ba vùng chiến lược của chị Thiên. Sư đoàn dù 101 Mỹ bị thua đau, Phượng Hoàng gãy cánh. Từ động A Bia tháng 5 năm 1969 đến điểm cao 935 tháng 7 năm 1970, sư đoàn 324 đã lập lại thế chủ động tấn công địch, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cách mạng đồng bằng nổi dậy diệt ác phá Kìm, xây dựng cơ sở tạo điều kiện cho những năm tiếp theo. Phát triển tiến công tiêu diệt căn cứ Cốc Bai. Sau thắng lợi ở điểm cao 935, sư đoàn phát triển chiến đấu bao vây tiêu diệt căn cứ Ngụy ở Cốc Bai. Căn cứ Cốc Bai giáp danh giữa hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, cách điểm cao 935 khoảng 5 km về phía Bắc, nằm kẹp giữa hai đầu nguồn con sông Ô Lâu và Mỹ Chánh. Phía tây là Cốc Pê Lai và Cốc Tôn Phát, cách 3-6 km. Phía nam có các điểm cao 884, 979 và 665 bao quanh, tạo thành thế bao vây nhiều phía, nhiều tầng. Đây vừa là căn cứ pháo binh, vừa là căn cứ hành quân của Trung đoàn 1, Sư đoàn 1 Ngụy, xây dựng đồng thời với cứ điểm 935. Cốc Bai liên hoàn với căn cứ 935 bằng hỏa lực pháo binh. Khi căn cứ 935 bị xóa sổ, Cốc Bai trở thành căn cứ vòng ngoài chiến tuyến sông Bồ, nơi địa đầu phòng thủ mạnh của Ngụy. Lực lượng địch ở đây gồm tiểu đoàn 3 trung đoàn 54 Hắc Báo, tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 Ngụy và một trận địa pháo hỗn hợp 105, 155 và cối 106,7 ly chiếm giữ và xây dựng thành cụm cứ điểm vững chắc với lô cốt hầm ngầm và hàng rào kẽm gai, mìn, các loại, không kém căn cứ 935 của Mỹ. Quanh Cốc Bai có tiểu đoàn 1 dù Mỹ ở điểm cao 316, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 Ngụy ở Củng Cáp, Cốc A Vó và Đông 665. Khi Cốc Bai bị tấn công, các trận địa pháo ở Chiêm Giòn, Củng Cáp, 316 và 700 chi viện, có điều kiện tăng quân nhanh để giải tỏa, được pháo tầm xa ở đồng bằng và không quân chi viện rất đắc lực kịp thời. Ngày 2 tháng 8 năm 1970, cán bộ Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 đi nghiên cứu địa hình trận địa bao vây Cốc Bai. Buổi chiều phát hiện một trực thăng xuống điểm đậu mà cánh cứ quay tít tại chỗ. Chúng tôi vào tầng đồi sát cứ điểm quan sát, chừng 30 phút máy bay trực thăng bay về Huế. Tiếp đó, chúng cho bắn cối cấp tập ra xung quanh, nhưng nhờ vào sát địch nên anh em chúng tôi không bị thương vong. Tối về hang đá ở điểm cao 884, lại được hưởng một chầu pháo inh tai. Vài chiến sĩ công binh bịt tai. Nguyễn Văn Thụ, đại đội trưởng đại đội 17 công binh, bắt bỏ tai ra cho quen tiếng pháo.
Sau này mới biết, buổi chiều chúng bắn pháo tiễn Tổng thống Ngụy Nguyễn Văn Thiệu đến động viên lên dây cót cho lính Ngụy giữ vững tinh thần. Mỹ rút chạy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử thủ không chạy. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.